Xin kính chào quý bà con. Hôm nay thứ hai ngày 30 tháng 5 năm 2022, chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh Nhà Nông Miền Tây xin cập nhật giá chanh, giá hạnh, giá cam, giá quýt các loại cho quý bà con tham khảo. Giá hôm nay tại các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang cho quý bà con tham khảo. Hôm nay giá chanh tăng nhẹ so với hôm qua nha quý bà con. Giá và hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo nha quý bà con vì giá chanh tăng giảm liên tục trong ngày. Theo từng buổi chợ, giá được anh em thương lái mua tại vườn nha quý bà con. Giá hôm nay cụ thể như sau. Chanh không hạt bông tím đẹp lửa, 12.000 đến 13.000 đồng mỗi kg. Chanh bông tím mua xô, 10.000 đến 11.000 đồng mỗi kg. Chanh không hạt bông trắng đẹp lửa, 11.000 đến 12.000 đồng mỗi kg. Chanh bông trắng mua xô, 9.000 đến 10.000 đồng mỗi kg. Chanh giấy đẹp lửa có giá từ 20.000 đến 22.000 đồng mỗi kg. Hành xanh có giá từ 7.000 đến 8.000 đồng mỗi kg. Giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng mỗi kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá giá bưởi, giá chanh, giá hạnh cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá giá chanh, giá hạnh kênh còn cung cấp giá bưởi, giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa, giá rau củ thực phẩm, giá trái cây các loại, giá phân bón cho quý bà con tham khảo nữa nha. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi kênh Nhà Nông Miền Tây. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin của kênh. Xin kính chúc quý bà con nhiều sức khỏe, may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại.